Xin chào mọi người đã quay trở lại với cô mình nha. Sáng nay thì mình sẽ chơi về nhân vật người bán đồ cổ. Bà này là cũng bị nớp giống như là nhân vật cổ vũ vậy đó. Bị đập gậy thì sẽ bị khóa đòn đánh không được lâu như trước, đúng không ạ? Cho nên là chơi thì sẽ có một cái gì đó khó khăn hơn. Và mình có cảm giác như là nó bị rút ngắn cái khoảng cách đánh gậy rồi sao á. Bởi vì đánh hụt rất là nhiều. Đó. Nhiều khi mình vụt gậy nhưng mà cuối cùng Hunter vẫn đánh trúng mình nữa. Chả hiểu nổi lý do luôn. Thôi kệ đi. Chất nhân vật nó mạnh thì nớp bớt cho Hunter dễ thở, đúng không? Nhiều khi các bạn thấy giống như cái bộ phim Siêu Nhân Gao đó. Nói thì cho vui thôi chứ thực ra thì lúc nào cũng bảo chiến đấu công lý, chính nghĩa, công bằng. Nhưng mà thấy bộ toàn là 5-6 đứa hùm vô đánh một con Eroku không? Là công bằng chưa? Nếu mà tính ra, nếu mà siêu nhân mà không phải nhân vật chính, chắc mấy con ấy đập tanh bành tơi bời, đúng không? Có rất là nhiều tập mà kiểu như kiểu vừa nói xong, chưa gì là Eroku An tới đuổi siêu nhân Gao Chi-Si. Đâu ấy? Trời ơi, nữ hoàng ba lét đó, có ba lét là canh đó. Đang để dành cái năng lượng nha, để ôi chết rồi, nhảy xuống ngu rồi, cuối cùng dính đạp mèo. Chết rồi, đây mọi người coi nè, không còn tương lai rồi. Bây giờ là cái hầm ngay đây nhá, cho nên là mình sẽ phải chạy ra xa khỏi khu vực hầm nhá. Đầy máu, muốn làm gì là làm, muốn cai đâu cai. Nhưng mà nửa máu là làm ơn chạy ra khỏi khu hầm dùm. Đó là cái điều rất là cơ bản. Đâu rồi? Ui, nó blink. Chịu luôn. Một pha combo thật sự rất là khó chịu đến từ An, gọi là vừa blink xong rồi còn gông mèo của mình nữa. Nhưng mà cũng đúng, nó chả gồng, nó đạp vô mình cũng chả đánh được. Mọi người xem siêu nhân ấy, có rất là nhiều tập phim mà mấy con yêu quái nó hành cho ra bã lên bờ xuống ruộng, đúng không? Sau khi một vài lợi thoại giống như kiểu được búp thêm năng lượng, giống như hack ấy, cùng đập lại mấy cái bọn yêu quái tơi bời luôn. Trời ơi. Rồi cứu. Cái gì đây? Ui giời ơi. Đó mọi người thấy không, chửi ấy, thì tự ái bắt đầu rãnh đạch lên ấy. Sao ấy? Mình có thể đợi hết mèo xong mình ra mình cứu được mà sao khổ dữ vậy trời. Thôi game thôi, chôn thôi. Nói yêu thôi. Không có ý gì đâu nha. Nói vậy thôi chứ cày vãi. Ai yêu em với? Tù nhân cổ vũ. Ôi nó về rồi. Có người heal là lên kịp á. Không lên được. Hai cái nội tại đỏ kìa. Khổ ghê gì đó. Cứu em lại, làm lại nè mọi người. Cứu An á, một là có thể là cứu sớm. Cứu là chưa hồi cái con mèo nó triệu tập về á. Chưa kịp về là mình cứu liền. Hai là mình đợi cho con mèo nó về hết rồi mình hẵng cứu. Nhiều bà cứ đâm đầu vào mèo ấy, khổ. Cứu xong người si tun cả hai, thậm chí lại còn double down, thậm chí còn chả kịp cứu ghế nữa. Nó vẫn đuổi cho bằng được. Dù gì thì đây cũng là lần cuối cùng mình lên ghế rồi, nên là mình cũng chả bận tâm nữa. Lên đây, nhanh lên. Mang con mèo lên đây. Mạnh mồm ghê á, lát nữa đập cho gục thật, lúc đấy lại bảo sao ấy. Chanh lại chua, nước biển lại mặn, đúng không? Nước lọc nó nhạt. Ủa mất dấu rồi. Cứu tớ. Đâu rồi, bạn nào mới nổ máy đây, đâu rồi? Bây giờ hướng tù nhân. Ông binh đừng di chuyển tôi giúp cậu, mới thấy ông chạy giống y như là bỏ công tơ vào đít ý.
Đâu rồi không biết. Khổ, tại vì mình lên ghế lần cuối rồi. Xui cái tay le cái chết dở luôn. Trời ơi, đây là cái bộ trang phục bạch chặt. Đẹp không mọi người? Quá đẹp luôn. Mang một cái dấu ấn Trung Hoa rất là đặc sắc, đúng không? Ở bên Trung Hoa là có nhiều những cái rất là đáng nói, đúng không? Nào là phim cổ trang chứ, rồi là địa điểm du lịch. Nổi tiếng nhất là Phượng Hoàng Cổ Trấn ấy. Mọi người có thể tham khảo ở trên YouTube. Mà mấy cái lãm cảnh giống như kiểu là mình nên đi bộ để xem. Mà thường đi bộ thì những cái danh lam thắng cảnh nó rất là dài. Chẳng hạn như là bên Trung Quốc thì có Tử Cấm Thành, đúng không? Dài dã man. Không biết là có ai chinh phục được chưa, chứ như mình đây, mình nhìn cái hình thôi là mình đã làm biếng. Nắng dã man luôn. Tất nhiên là sẽ có chỗ nghỉ mát hoặc là khu nhà vệ sinh cho những cái bạn nào đang đi mắt. Nhưng mà thường mấy cái chỗ đó tùy nha, có nơi thì sẽ thu tiền, có nơi thì không nha. Trời ơi, ông cố nội đó còn không lên nhánh 3 nữa. Khổ ghê vậy đó. Cô ai đã bấm cổng hộ em hụt hôm. Trời ơi, núp trước nha, tại vì sợ nó tới á. Rồi xong, đừng di chuyển, tôi sẽ hiến cậu. Vậy đó. Trời ơi, đúng là hai con bị nớp đứng chung với nhau trong một khung hình. Không còn một chút tương lai. Cứu được không? Ngồi đi luôn nha, chứ không cứu đâu. Công trình nãy giờ, công sức mọi người cứu, rồi cuối cùng ra cứu thì gục đó nữa thì mà thôi game luôn. Bị chửi á. Giờ mình sẽ làm thêm một trận đấu nữa cho tất cả các bạn cùng xem nhé. Quá khổ mọi người. Share lại đã. Mặc dù là bị giảm về cái khả năng khóa đòn đánh của Hunter, nhưng mà nói chung thì nó vẫn khó chịu. Nên là cứ chơi như bình thường thôi, chả có gì mà phải đắn đo cả. Dù gì cũng một thời hoàng kim quật Hunter lên bờ xuống ruộng. 77-49 content. Nào là đập cho banh chành rồi mở cổng nghe. Rồi đâu đâu lại còn 77-49 con đồ cổ nhảy xuống từ cái xe gõ Hunter ra mỏ luôn. Khiếp khủng. Tính ra cha nữ chuẩn bị ra mắt tới đây là mọi người thấy không? Rồi nhìn thôi là nhiều người ưng rồi. Tại vì tạo hình với cả là kỹ năng của mấy cha nữ thường thường nó rất là hợp với nhiều người chơi. Dễ chơi nữa, đúng không? Nhiều khi mấy bữa nay cũng đang rất là thích chơi chế độ giải trí như là trốn tìm ấy. Rớt điểm nhanh lắm mọi người. Mọi người rủ bạn bè mình vào. Hai đứa thôi, chơi tầm khoảng 2 tiếng là lên gần 10.000 điểm luôn. Nên mọi người cứ tưởng tượng một buổi như thế, mọi người chơi tầm khoảng 2 tiếng chế độ giải trí là rớt điểm nhanh cực kỳ. Đấy, bạn nào mà chưa biết thì tranh thủ làm theo mẹo của mình nhé. Tất nhiên là đi với bạn bè của mình trong cùng clan hoặc là trong cùng hiệp hội gì đó thì mọi người sẽ được cộng điểm nhiều. Cộng cả điểm trong clan, trong gai rồi đó. Rồi cộng điểm gì? Xúc sắc nhiều lắm. Hầm bên nhà tượng đó má ơi. Má ca bên đó rồi má để ý nha má. Gục đâu vậy trời. Rồi xong xuống hầm. Hết cứu. Xịt keo cứng người. Cai leo đập bắn leo xong rồi còn cai thêm mỹ nhân vô nữa. Trời ơi, đúng đúng kiểu combo nồng cháy nhá. Nói thôi chắc là mình cũng xuống cứu nha. Còn cứu được hay không là tùy duyên nha. Nói chung thì cứ cứu đi. Chứ giờ hiến thì cũng thấy thương thương. Tính ra là tù nhân cũng bù máy là xong rồi đó. Nghỉ má. Thời nào giờ con mặc đồ Giáng sinh vậy? V-Box nha. Nhiều người thích cai gần hầm ghê. Mặc dù biết ở đấy là rất là khó cứu rồi. Ở trong khi con leo nữa chứ. Cái gì đấy? Rồi. Lên đi, lên đi, lên đi, lên.
dồi, lên luôn, lên luôn. Lên đi. Đằng nào chả chết khổ. Thì mình cứ lên thì mình có một cái hy vọng gì đó, đúng không? Không, cái nút dưới thì mọi người coi. Đi đi. Rồi, 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 rồi. Khuýt, khuýt, khuýt. Cứu mấy má, mà sợ quá gì á. Giờ đâu phải như ngày xưa mà cầm nhánh sáu ra đâu. Hôm qua chơi cổ vũ cũng thế đó. Nó đi nhanh dã man. Xong rồi lửa dối tùm lum. Chết nữa rồi. Hết cứu. Rồi rồi rồi, lên luôn, lên luôn. Rồi nha. Làm hết tình hết nghĩa rồi nha. Nói chung là cũng có lòng cứu đó. Nhưng mà tới đó là cũng xong rồi đó. Đây hí. Lùi lại. Step back. Lùi lại. Gỡ cái mặt hả. Rồi vô. Trên thế giới này dù có chuyện gì đi chăng nữa thì bún đậu thì phải ăn kèm với nước tương. Nói chứ bún là dễ ăn nha. Ăn cả ngày cũng được. Không hiểu lý do vì sao. Mặc dù là có thể là ăn bún bò, bún riêu. Ở chợ chỗ tôi còn có bún hến ấy. Bạn nào ở khu vực ngoài Bắc là chắc giờ cũng có. Mọi người nên tìm bún hến ăn thử nha. Trời ơi, tuyệt vời, xuất sắc luôn má. Có bánh tráng nè, có hến nè, có rau sống. Đấy, trộn lên má ơi. Hình như là cái đó ăn với mắm ruốc. Bạn nào thích ăn thêm nước thì có nước hến luộc nữa. Trời ơi, tuyệt vời luôn, number one. Đặc sản của Huế nha. Đi về Huế là đặc biệt là phải ăn cái đó nha. Để biết được cái gì đấy. Nó có phấn khích. Rồi nè, đi đi. Rồi 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 rồi. Cái nó đuổi mình luôn. Mất dạy. Rồi giờ sao? Rồi sao mọi người? Trời ơi, đôi mắt nó đỏ lè như cái chai chin su vậy đó má. Đi nhanh quá, thật đi. Hey. 2, 1. Ui. Trời ơi, khổ quá. Thôi nói chung là cũng cố gắng hết sức rồi đó. Cứu, cover, sửa máy. Sửa không nhiều đúng không? Cũng được một máy đó. Cũng không nhiều lắm. Nhưng mà vậy là cũng hoàn thành tốt cái vai trò của mình rồi. Trời ơi. Nhưng mà con leo bây giờ mọi người biết chơi nó mạnh thật. Cái đó là phải công nhận đúng không? Mà mấy má cai gần hầm mệt quá thì sự. Và mình sẽ làm thêm trận đấu nha, để giải tỏa cái sự xuống hầm đó nha. Rồi mình quay trở lại trận đấu thứ 3. Cũng má phố người Hoa. Bộ mắt phố người Hoa lắm hả. Nhưng mà chơi nhân vật này thì mọi người nên chọn mấy cái map mà nó rộng rộng thôi. À quên, nó hẹp hẹp. Hoặc là mấy cái chỗ nào bãi cai mà nó bé bé thôi. Để mình đánh Hunter cho dễ dũng trúng địa hình. Mà thường thì trúng địa hình thì nó có phát huy được cái khả năng của cái gậy đúng không? Còn nếu như mà đánh Hunter mà không trúng thì chỉ làm cho nó đi chậm chút thôi. Không có nhiều. Ôi, bóng ngoài đó vội vàng vụt qua đây. Chạy ngang hết hồn. Mình đang còn cái nhiệm vụ gọi là cái gì lộn qua địa hình khi mà bị truy đuổi. Làm cả hơn mấy tuần nay chưa xong. Ước gì có bạn nào friendly hunter để cho mình chơi xong rồi để cho mình cái gì, để cho mình làm cái nhiệm vụ đi. Mấy ngày hôm nay tức ghê. Ngồi chờ nguyên một tuần để xem thanh gươm diệt quỷ. Mà chiếu còn chút à. Thanh gươm toàn nói chuyện thì có, thanh gươm diệt quỷ gì. Trời ơi, vô là thấy nói chuyện, vô là thấy nói chuyện. Nhưng mà kiểu không coi thì không được.
mà chờ đến full tập ấy thì sốt cả ruột. Gì mà thanh gươm diệt quỷ mà mùa này thấy tập huấn thì training gì đó, cuối cùng là toàn thấy nói chuyện không. Lâu lâu xuất hiện trong tập phim khoảng 23 phút thì tầm khoảng đâu đó là hết 2 phút cái phần nhạc phim rồi. Chưa tính là phần cuối phim đó nha, là cũng phải 4 phút. Đấy, thì xong rồi. Rồi. Kinh khủng. À. Hey. Hey. Đi đấy. Rồi ok nha. May là tôi xuất hiện kịp thời đúng lúc đó. Để mọi người thấy ông support quá đỉnh luôn. Đồng đội rất yêu, mặc dù là đồng đội đó chắc người Trung Quốc. Khổ. Gặp Japanese, gặp Charlie, gặp Thailand, gặp Korean. Rồi cái gì nữa. Gặp Asian thì nói chung là cũng Asian đó, nhưng mà cũng ẩn dữ. Ẩn cùng âm với âm đần đó. Chơi game mà giống như kiểu tụng kinh niệm Phật vậy đó má. Giống như kiểu trúng số vậy đó. Gặp ai chơi hay thì đúng kiểu trúng số. Nhưng mà mấy bữa nay mình toàn chơi hide and seek không à. Còn chủ yếu thì buổi tối thì mới chơi theo kiểu 4-1 hoặc là giải trí như này. Mà nói chung thì cổ vũ mà thanh niên gì? Đồ cổ đúng không? Đồ cổ mà chơi bên Tarot thì mình thấy cũng không hay lắm. Nhiều đồng đội thì gậy nó phế. Lại xuống hầm. Sao ấy ta? Bà này là cái bà hồi nãy hả? Khổ ghê vậy đó. Để cứu cho nè. Mê gì biết. Cái gì ấy, mấy ông bà này thiệt sự luôn. Để đây cứu cho. Trời ơi. Chuyện đâu còn có đó. Bún đậu ăn kèm nước tương. Free hit nữa. Kinh khủng. Thả rố còn free hit. Đâu rồi? Rồi chuyện đâu còn có đó. Bún đậu thì ăn kèm nước tương. Chạy đây. Mình xuống hầm chắc là cũng không biết. Ừ, chắc vậy đó. Tại nguyên map thấy cai xung quanh đây mà, chứ không thấy cai ở dưới. Mà mấy má có thấy thì mấy má quay xe đi. Hiêu nè. Hiêu chạy xa thế. Khổ ghê. Tối nay là chuẩn bị đi học thêm tiếng Anh nữa nè. Đấy, mọi người thấy cuộc đời của mình giống như kiểu học nữa học mãi vậy đó. Vậy mà ngày xưa nói xa xôi với tầm khoảng tháng trước bị người ta bảo là 96 còn đi học hả? Trời ơi, tổn thương. Đi học giờ mình đang trong giai đoạn gọi là ôn lại hết tất cả các grammar. Đúng không? Ôn lại hết grammar để củng cố lại chắc kiến thức đó. Sau này đi làm teacher mà teacher đông đông mu đông đông nó lịt cái gì đó là tàn đời liền đúng không? Rồi để tôi hồi hộp quá à. Cứu được thì để clip mà cứu không được xóa clip nha. Chứ giờ sao giờ? Hay để tôi ra tôi dụ cho bà mỹ nhân cứu nhỉ. Nè qua đây qua đây. Quick quick quick. Thả tim. Trời ơi. Kinh khủng. Hiểu đi mấy má ơi. Mẹ phóng viên đâu rồi? Ra đây nhanh lên. Số lượng ngăn chặn ảnh cái gì ấy, còn 2, 3 giờ còn 10 cái. Bà cũng lên ghế thôi chứ. Trời ơi. Ê nó chưa thấy. Hiêu nè. Khổ ghê. Nó hết mắt đỏ rồi kìa. Rồi. Xịt keo cứng người. Úi. Bấm hiệu chuẩn gì đấy. Rồi nha, giờ mỗi đứa một việc nha. Một đứa cứu luật sư, một đứa cứu mỹ nhân nha. Ôi không được. Cứu đứa thả bóng luôn kìa. Vai trưởng các cháu ạ. À. Thế mà đánh trúng nữa chứ. Rồi rồi rồi, tản ra đi. Sợ đi. Do something đi nhanh lên.
Vô. Quá mệt mỏi rồi, nhanh lên. Con mẹ phóng viên vào đấy. Đó giờ nói kinh khủng thì khủng quá, thật sự khủng khiếp luôn á má. Khủng khiếp. Và mình kết thúc video clip đây nha, thắng mà thấy mệt luôn á.